Chào buổi sáng quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Hãy đồng hành cùng chương trình trong 45 phút sắp tới để cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Hội đồng bầu cử quốc gia mới đây đã ban hành nghị quyết số 64 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định. 5 thành phố trực thuộc Trung ương có số đơn vị và số lượng đại biểu như sau. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số đơn vị bầu cử với 10 đơn vị và số đại biểu quốc hội được bầu với 30 đại biểu, cao nhất cả nước. Tiếp theo là thành phố Hà Nội với 10 đơn vị bầu cử và 29 đại biểu quốc hội được bầu. Đà Nẵng có 2 đơn vị bầu cử và 6 đại biểu được bầu. Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử và 7 đại biểu được bầu. Hải Phòng có 3 đơn vị bầu cử và 9 đại biểu được bầu. Một số địa phương đông dân cư được phân bổ số đơn vị và đại biểu gồm Thanh Hóa có 5 đơn vị bầu cử và 14 đại biểu được bầu. Nghệ An có 5 đơn vị bầu cử và 13 đại biểu được bầu. Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử và 12 đại biểu được bầu. Bình Dương có 4 đơn vị bầu cử và 11 đại biểu được bầu. Số lượng đại biểu được bầu chính thức không chênh lệch quá nhiều so với số lượng dự kiến được ban hành vào ngày 11 tháng 1 trước đó. Telehealth hay còn gọi là khám chữa bệnh từ xa, là đề án mà Bộ Y tế đã cho triển khai nhằm giúp người dân được sử dụng dịch vụ y tế có chất lượng của tuyến trên ngay tại tuyến y tế cơ sở. Đối với ngành sản khoa thì đề án càng phát huy hiệu quả hơn khi hỗ trợ cho thai phụ không phải di chuyển đường xa nhưng vẫn được các bác sĩ tuyến trung ương chẩn đoán và khám chữa bệnh, bảo đảm cho sức khỏe của cả mẹ lẫn con, nhất là những thai phụ từng mắc COVID-19. Một buổi khám chữa bệnh từ xa của Bệnh viện Phụ sản Trung ương với hàng chục bệnh viện ngành sản khoa ở các tỉnh thành trên cả nước. Các bệnh viện lần lượt nêu ca bệnh khó và xin ý kiến từ những chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Thông qua buổi hội chẩn, những ca bệnh phức tạp được các bác sĩ chẩn đoán và hướng dẫn phác đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Họ đưa ra những cái trường hợp mà sẽ khó xử đối với các tuyến dưới thì các thầy đã tham gia và đưa ra các ý kiến chỉ đạo. Cũng như là đưa ra được cái phác đồ cho tổng thể, ví dụ đối với tiền sản giật, ví dụ đối với dọa đẻ non, ví dụ đối với một số bệnh lý đặc biệt của người phụ nữ. Mà hôm nay có một cái ca bệnh của Phú Thọ nói về cái dị dạng sinh dục của người phụ nữ. Đó cũng là những cái bệnh án rất hay. Tuyến y tế cơ sở được hỗ trợ chuyên môn từ bệnh viện tuyến trung ương dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Nhất là trong những trường hợp nguy cấp, bệnh nhân cần được cứu chữa ngay. Khám chữa bệnh từ xa không chỉ giúp người bệnh được hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, mà đội ngũ y bác sĩ cũng được tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao tay nghề. Tôi cho rằng đây là một cái hình thức mà rất hữu ích đối với các bác sĩ tuyến dưới. Hữu ích thứ nhất là chúng ta xử trí những cái ca đấy, họ sẽ tự soi rằng xử trí đã đúng chưa. Cái hữu ích thứ hai là các kiến thức các thầy đưa cho về mặt thực hành, về mặt lâm sàng, cũng như những cái kiến thức về mặt lý thuyết. Và nhờ vào hai cái đó, thì tôi hy vọng hệ thống sản nhi trong toàn quốc chúng ta sẽ phát triển đồng đều bởi cái hệ thống telehealth, bởi cái việc chúng ta kết nối từ xa. Đã từng có những thai phụ mắc COVID-19 tại tuyến y tế cơ sở và được hỗ trợ bởi các bác sĩ tuyến trung ương thông qua hệ thống telehealth, em bé chào đời khỏe mạnh, sức khỏe người mẹ được bảo đảm. Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, khám chữa bệnh từ xa đã mang lại hiệu quả tích cực về nhiều mặt. Ngày 6 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đã chuyển một cháu bé bị bỏng nặng đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị sau khi cháu bé này bị rơi vào bếp lửa. Cháu Sùng A Thanh, 2 tuổi, trú tại xã Earbin, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắc. Ngày 25 tháng 1, mẹ cháu là chị Lý Thị My, 20 tuổi, để cháu chơi trên giường rồi ra vườn hái rau. Cạnh giường có một bếp lửa, nên không may cháu ngã rơi trúng vào bếp lửa. Một lúc sau, chị My phát hiện, bế con ra rồi đưa đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu, tiêm và cho cháu thuốc, rồi gia đình xin được về nhà ăn Tết. Đến ngày 3 tháng 3, tay và lưng của cháu Thanh bị mưng mủ, lở loét rất nặng. Tuy nhiên gia đình quá khó khăn, không có điều kiện để đưa cháu đến bệnh viện. Sau khi biết thông tin, một số mạnh thường quân đã xuống gia đình chị My đưa cháu Thanh đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu và điều trị, đồng thời quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình cháu bé. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chuyển cháu Thanh đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị.
nhằm chia sẻ những khó khăn và tạo điều kiện cho người dân vùng lũ được chăm sóc sức khỏe. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 3 đoàn khám lưu động, phục vụ khám sức khỏe cho bà con. Hoạt động này được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tài trợ cho giai đoạn 2017-2021. Chương trình ưu tiên phụ nữ mang thai, phụ nữ độ tuổi sinh sản với mục tiêu điều trị kịp thời các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, phát hiện sớm các trường hợp tiền ung thư và ung thư cổ tử cung. Đoàn lưu động cũng đã khám tầm soát các bệnh tăng huyết áp, tim mạch, phổi tắc nghẽn mãn tính và tiêu hóa cho người cao tuổi, tư vấn sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em gái, trang bị cho các em thêm kiến thức để bảo vệ mình trước các mối xâm hại. Theo kế hoạch, khoảng 7.000 người dân tại 35 xã thuộc 10 huyện thị xã vùng lũ tại Thanh Hóa sẽ được khám sức khỏe. Mới đây, tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội Trao yêu thương để nhận lại. Ngày hội đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ, các cán bộ thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Đây là một trong những hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, đạo lý cao đẹp, thương người như thể thương thân. Hành động hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, là trách nhiệm bổn phận thiêng liêng của mỗi người. Việc tổ chức lễ phát động nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về giá trị nhân văn cao cả và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Qua đó giúp công chức, viên chức, người lao động hiểu và tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần cứu chữa những bệnh nhân đang cần máu. Thưa quý vị, khu di tích lịch sử sinh thái quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đảng, Chính phủ đã chọn để ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Vùng đất cách mạng năm xưa với lớp lớp rừng tre bộ đội, rừng vây quân thù, ngày nay vẫn được tiếp tục để gìn giữ phát huy và gắn với việc bảo vệ tài nguyên môi trường bền vững. Cụm di tích Bác Hồ ở Khuôn Tát gồm cây đa, đoạn suối Khuôn Tát, nhà sàn ở đồi Nà Đình, xã Phú Đình, nơi Bác từng ở và làm việc từ năm 1947 đến năm 1954. Trong thời gian tại đây, Bác đã đề ra nhiều quyết sách quan trọng để chỉ đạo kháng chiến, mang lại thắng lợi chiến dịch Đông Xuân năm 1953 đến năm 1954. Hiện nơi đây vẫn giữ được gần như nguyên vẹn cảnh quan tự nhiên, môi trường dưới tán rừng phách, rừng cọ năm xưa. Giữ được cái cảnh quan môi trường sinh thái hiện nay thì phải do cái chính sách cũng như chủ trương của các cấp chính quyền đấy, từ tỉnh cho đến địa phương huyện Định Hóa, rồi ban quản lý, rồi nhân dân, chúng ta cũng đã có những cái giữ gìn được các cảnh quan di tích ở các điểm di tích ấy, hết sức là giá trị, và đặc biệt như là di tích đồi Thỉnh Keo nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làm việc. Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa với trên 130 điểm di tích trải dài trên 500 km vuông thuộc nhiều xã thị trấn của huyện Định Hóa, được sự quan tâm của các cấp ngành từ năm 2010 đến nay, mỗi năm khu di tích này đón hàng triệu lượt khách đến tham quan. Trong thời gian tới thì huyện chúng tôi rất quan tâm đến cái công tác bảo vệ môi trường văn hóa trong cái du lịch lịch sử sinh thái. Trong đó thì quan tâm đến công tác tuyên truyền để nhân dân trong cái nâng cao cái ý thức trong cái bảo vệ cái môi trường tự nhiên, rồi là những cái cảnh quan, những cái di tích lịch sử văn hóa. Trong thời kháng chiến, ATK Định Hóa có hơn 90% diện tích rừng với môi trường sinh thái khá đa dạng, gồm nhiều loài cây gỗ quý, cổ thụ như phách, dổi, lim, lát, đến nay vẫn được gìn giữ bảo tồn. Có thể thấy, công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị của khu di tích lịch sử ATK Định Hóa đi đôi với bảo vệ, gìn giữ tài nguyên môi trường sinh thái đang được các cấp ngành địa phương nơi đây rất quan tâm chú trọng. Với cách làm bài bản, thực hiện nhiều chính sách cơ chế phù hợp, kinh tế lâm nghiệp ở tỉnh miền núi Tuyên Quang đang trên đà phát triển mạnh mẽ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang đã trồng mới hơn 55.400 ha rừng sản xuất tập trung, nâng độ che phủ của rừng đạt trên 65% và đưa Tuyên Quang trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước. Tuyên Quang đang thực hiện nhiều giải pháp, phấn đấu trở thành địa phương hình mẫu phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước.
Từ nhiều năm nay, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn xác định phát triển cây lâm nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu của địa phương. Xã có hơn 4.000 ha rừng trồng, trong đó có hơn 400 ha rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC. Tỷ lệ che phủ của rừng đạt trên 75%, với giá bán gỗ nguyên liệu từ 100 đến 120 triệu một hectare. Nhiều gia đình ở xã Tân Tiến đã thoát nghèo, góp phần giúp xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ phát triển rừng và các cái nguồn khác thì trên địa bàn xã cơ bản người dân đã xóa đói giảm nghèo, và trên địa bàn xã chúng tôi đã đạt đến mức trên 41 triệu đồng trên người trên năm. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang tạo vùng rừng gỗ nguyên liệu giấy đạt 132.000 ha, diện tích rừng kinh doanh gỗ lớn gần 69.900 ha, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên 35.800 ha, sản lượng khai thác gỗ đạt 4,2 triệu mét khối, đứng đầu các tỉnh miền núi phía Bắc về sản lượng gỗ rừng trồng. Các sản phẩm gỗ rừng trồng của Tuyên Quang đã được xuất khẩu sang các nước như Ấn Độ, Mỹ, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, các nước châu Âu. Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 cơ sở sản xuất cây giống, bảo đảm cung cấp 16 đến 18 triệu cây giống mỗi năm. Để cái thu hút bà con nông dân cung cấp nguyên liệu bền vững ổn định cho nhà máy, hàng năm thì chúng tôi cũng cung cấp hơn 2 triệu cây giống miễn phí cho bà con, đồng thời cũng hướng dẫn bà con cách trồng làm thế nào để đạt cái hiệu quả công năng suất tốt nhất. Tỉnh cũng đã xác định là phải đảm bảo tốt cái nguyên liệu cho các cơ sở chế biến lớn, tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho các cái doanh nghiệp chế biến và thu hút các cái cơ sở chế biến đầu tư vào tỉnh Tuyên Quang để nhằm nâng cao cái giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Kinh tế lâm nghiệp là một trong những hướng phát triển mũi nhọn của tỉnh Tuyên Quang. Hướng đi này đã khai thác được tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhân lên những tỷ phú rừng trồng, thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới, từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc và phấn đấu trở thành địa phương hình mẫu phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước. Mới đây tại Hà Nội đã diễn ra triển lãm tưởng niệm 150 năm ngày sinh nhà cách mạng Rosa Luxemburg, sự kiện do quỹ Rosa Luxemburg khu vực Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức. Rosa Luxemburg sinh ngày 5 tháng 3 năm 1871 tại Ba Lan, khi đó thuộc Đức. Rosa Luxemburg hoạt động trong những phong trào xã hội phản đối bất công và chiến tranh. Bà là hiện thân của tư tưởng độc lập, ý chí tranh đấu ngoan cường, tinh thần kiên định về một nền tự do chính đáng và bình đẳng xã hội. Bà mất ngày 15 tháng 1 năm 1919 tại Berlin. Để tưởng niệm 150 năm ngày sinh của bà, quỹ Rosa Luxemburg đã tổ chức chuỗi hoạt động từ ngày 5 tháng 3 đến hết ngày 12 tháng 4, gồm triển lãm Gió thổi đổi rời, ra mắt sách nghệ thuật Hoa đồng bất tử và chiếu phim về cuộc đời sự nghiệp của bà. Quỹ Rosa Luxemburg ra đời năm 1992 với cam kết duy trì và phát triển những di sản của Rosa. Đây là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động quốc tế, cung cấp giáo dục chính trị và là trung tâm nghiên cứu xã hội tiến bộ ở cả Đức và trên toàn thế giới. Thời gian qua, khán giả của âm nhạc Việt Nam đã chứng kiến sự ra đời của nhiều tác phẩm nghệ thuật hình thành từ sự kết hợp giữa các loại hình âm nhạc truyền thống và hiện đại. Và chính sự bắt tay này đã tạo nên sự kết nối giữa các yếu tố hiện đại và truyền thống trong âm nhạc, để không những mỗi loại hình âm nhạc trở nên mới mẻ, ấn tượng hơn, mà còn mở ra xu thế của tương lai hướng tới một diện mạo nghệ thuật đương đại mang đậm bản sắc Việt. Sầm Hà Nội, một MV thể hiện tình yêu nồng nàn với Hà Nội được nữ ca sĩ trẻ Ngọc Hà, nghệ danh Hà Mio, vừa được ra mắt chưa lâu. Đây là lần đầu tiên nghệ thuật hát sầm truyền thống được kết hợp một cách đầy ăn ý với rap và nhạc điện tử cùng vũ đạo hiện đại, tạo nên một sản phẩm âm nhạc khác lạ. Khi mà Hà đọc các cái bình luận của các bạn trẻ ở trên YouTube ấy, có rất nhiều bạn bình luận là mình rất là trẻ và mình rất thích nghe nhạc sầm, nhưng mà mỗi lần nghe mình đều phải đeo tai nghe. Mình nghĩ là mình sẽ phải làm một cái bài mà để cho các bạn ý nghe nhạc truyền thống của chúng ta, mà các bạn ấy phải cảm thấy tự hào, các bạn thích nghe, các bạn thích chia sẻ với bạn bè của mình. Trong đời sống nghệ thuật hôm nay, việc tìm về âm nhạc truyền thống trong sáng tác âm nhạc đã trở thành xu hướng của nhiều người trẻ áp dụng những năm gần đây, góp phần thổi luồng gió mới cho đời sống âm nhạc đương đại. Xu hướng sáng tác này được coi là sự dây kết nối công chúng yêu nhạc hiện đại với những giá trị âm nhạc truyền thống, không chỉ mang đến diện mạo mới mẻ mà còn đóng dấu bản sắc Việt cho những sản phẩm âm nhạc đương đại. Bọn mình thì cũng có khá là nhiều dự định trong năm 2021, không chỉ là ở sẩm mà còn nhiều những môn nghệ thuật truyền thống khác. Và rất là hy vọng là
sản phẩm của bọn mình sẽ được đón nhận. Nhưng mà vẫn là trước tiên là bọn mình làm gọi là vì nghệ thuật và vì cái niềm đam mê của bản thân bọn mình đã. Có thể nói, việc khai thác chất liệu âm nhạc hiện đại là con đường để đưa các loại hình nghệ thuật, âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng trẻ. Và đó cũng là cách để bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống đang phải đối mặt với nguy cơ mai một theo dòng chảy thời gian. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Vừa kết thúc vụ tranh chấp với chính phủ Australia không lâu, Facebook tiếp tục vướng vào rắc rối khác khi họ bị cáo buộc phân biệt đối xử với các lao động da màu. Một cựu nhân viên quản lý chương trình hoạt động của Facebook và ba ứng viên bị từ chối tuyển dụng đã đưa ra cáo buộc Facebook phân biệt đối xử với các ứng viên và lao động da màu. Cáo buộc cho biết Facebook có chính sách thưởng cho nhân viên số tiền thưởng lên đến $5,000 nếu ứng viên mà họ giới thiệu được tuyển dụng. Điều này gây ra bất lợi cho những ứng viên da màu khi số lượng các nhân viên da trắng luôn chiếm đa số. Tuy nhiên, tuyên bố của Facebook cho biết khoảng 3,9% nhân viên của họ tại Mỹ là người da màu. Mọi cáo buộc về phân biệt đối xử sẽ được điều tra một cách nghiêm túc và minh bạch. Hơn 20 triệu liều vaccine COVID-19 đã được phân phối tới 20 quốc gia thông qua COVAX, một cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đứng đầu. Đây là tuyên bố mới được giới chức WHO đưa ra khẳng định vaccine đã đem đến hy vọng lớn trong cuộc chiến chấm dứt dịch bệnh, song cũng cảnh báo người dân không nên có tâm lý chủ quan. Giám đốc WHO cho biết phần lớn các quốc gia nhận được vaccine qua COVAX là ở châu Phi. Trong tuần tới, COVAX sẽ phân phối 14,4 triệu liều vaccine tới 31 quốc gia. Dù vậy, lượng vaccine được phân phối vẫn còn khá khiêm tốn, chỉ đủ cho 2-3% dân số ở các nước nhận được vaccine. Trong khi đó, Giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO đã bày tỏ lo ngại dịch bệnh có thể tiếp tục bùng phát nếu người dân thế giới cho rằng việc triển khai tiêm chủng vaccine trên toàn cầu đồng nghĩa với cuộc khủng hoảng đã qua đi. Theo ông, nếu mất cảnh giác, các nước có thể đối mặt với các làn sóng dịch bệnh tiếp theo. Đại dịch COVID-19 đã xóa sổ hàng triệu việc làm ở Mỹ, nhưng nó lại có tác động tích cực không ngờ tới, đó là tăng tỷ lệ tiền tiết kiệm của người Mỹ, đặc biệt là những người giàu có, khi họ buộc phải ở nhà và không thể đi du lịch hay vui chơi giải trí bên ngoài. Theo số liệu do các công ty dịch vụ tài chính Anh công bố trong tuần này, người Mỹ đã tích lũy được 1.800 tỷ đô la Mỹ tiền tiết kiệm trong 11 tháng kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Số liệu được Barclays và Oxford Economics công bố cho thấy, việc giảm đáng kể chi tiêu cho các hoạt động giải trí, những khoản trợ cấp từ gói kích thích kinh tế của chính phủ liên quan đến đại dịch, trợ cấp thất nghiệp và việc được hoãn trả nợ vay hàng tháng đối với những người có thu nhập thấp đã giúp cho người Mỹ tiết kiệm được nhiều hơn. Tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ ở mức trung bình khoảng 7-8% tổng thu nhập vào thời kỳ trước khủng hoảng COVID-19 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 33% tổng thu nhập vào tháng 4 năm ngoái, nhưng sau đó đã giảm xuống khi các chương trình cứu trợ hết hạn. Đến tháng 1, tỷ lệ này đã tăng trở lại mức 20,5%. Theo giới phân tích, tỷ lệ tiền tiết kiệm của người dân Mỹ có thể tăng trở lại vào mùa xuân này, khi các nhà lập pháp đang xem xét gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ đô la. Tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội trên toàn thế giới đã đạt hơn 25% vào năm ngoái, mức cao nhất mọi thời đại, song vẫn còn cách xa mục tiêu bình đẳng giới. Đây là thông tin được Liên minh Nghị viện Thế giới IPU công bố trước thềm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong báo cáo mới nhất về phụ nữ trong quốc hội của IPU, lần đầu tiên phụ nữ chiếm hơn 1/4 số đại biểu quốc hội trên toàn thế giới, với tỷ lệ trung bình toàn cầu đạt 25,5%. Sau các cuộc bầu cử vào năm 2020, tỷ lệ phụ nữ toàn cầu trong quốc hội đã tăng 0,6 điểm so với năm trước. Theo báo cáo, Cuba và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã đạt được mức bình đẳng giới khi phụ nữ chiếm từ 50% số đại biểu trong quốc hội. Dù đạt tiến bộ, song IPU cho rằng phải mất 50 năm nữa mới có thể đạt được bình đẳng giới trong quốc hội. Do đó, các nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc trao quyền cho nữ giới. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin trong chuyên mục điểm báo của chúng tôi.
Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết ngày 8 tháng 3, Việt Nam sẽ tiêm những mũi vaccine đầu tiên tại Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM. Bài viết Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM được tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên trên báo Tuổi Trẻ. Đợt đầu tiên này sẽ ưu tiên cán bộ y tế tại 21 cơ sở có điều trị bệnh nhân COVID-19 là nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhất, kế đến là các lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch, đầu tiên là tại Hải Dương, Hà Nội, TP.HCM. Vaccine ngừa COVID-19 sử dụng đợt này là AstraZeneca, mỗi lọ đóng 10 liều, mỗi người tiêm 2 mũi cách nhau 12 tuần. Các điểm tiêm chủng sẽ được tổ chức tại bệnh viện, bệnh xã, trạm y tế. Điểm tiêm lưu động, mỗi điểm tiêm chỉ tiêm dưới 100 người một buổi tiêm chủng để thực hiện đầy đủ các bước khám sàng lọc, hỏi tiền sử, người có sốt, ho sẽ tạm hoãn đợi buổi tiêm tiếp theo. Trong khi đó, báo Nhân dân số ra hôm nay có bài viết bảo đảm đúng đối tượng, an toàn khi triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Việc tiêm vaccine sẽ được tổ chức theo chiến dịch trong thời gian ngắn nhất và sử dụng hệ thống tiêm chủng có sẵn. Bộ Y tế đề nghị 13 tỉnh, thành phố có người bệnh mắc COVID-19 thực hiện nghiêm nghị quyết 21 của Chính phủ với tinh thần bảo đảm được sự công bằng trong tiếp cận vaccine. Những địa phương chưa được phân bố vaccine lần này cần chuẩn bị kế hoạch lên chương trình đào tạo tập huấn, nhất là các cán bộ tiêm chủng thực hiện nghiêm theo hướng dẫn chuyên môn, vấn đề chống sốc phản vệ. Đây là việc đặt lên hàng đầu, coi an toàn tiêm chủng, bảo đảm an toàn tối đa cho người dân là ưu tiên cao nhất của ngành y tế. Sau hơn một năm, Nghị định 100 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đi vào cuộc sống, người dân đã dần hình thành ý thức đã uống rượu bia thì không lái xe. Tuy nhiên, hiện Nghị định 100 cũng đang bộc lộ những bất cập nảy sinh. Bài viết trên trang 3 báo Hà Nội Mới. Để hoàn thiện hơn nữa, Nghị định 100 cần khắc phục bổ sung một số điểm còn hạn chế như quy định xử phạt về hành vi đỗ để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật, quy định xử phạt đối với hành vi đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm, đối với các loại phương tiện đang điều khiển. Nghị định cần nghiên cứu đề xuất sửa đổi theo hướng bổ sung quy định xử phạt đối với chủ phương tiện và người đứng đầu đơn vị kinh doanh vận tải có lỗi, hướng vào hành vi người điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 16 bị can trong vụ tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri, thông tin trên báo Thanh Niên. Theo kết luận điều tra, bị can Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc Sacri, lợi dụng chức vụ được giao từ năm 2016, đã chỉ đạo cấp dưới, bàn bạc, thống nhất với những người có liên quan, lập 10 hồ sơ khống cho cán bộ, công nhân viên Sacri đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở 16 nước để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân 924 triệu đồng. Bên cạnh đó, bị can Hùng còn vi phạm quy định quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí. Kết luận điều tra khẳng định Lê Tấn Hùng vừa là người chủ mưu, chỉ đạo điều hành, vừa là người thực hiện hành vi phạm tội. Chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang 5 báo Thanh Niên. Ô nhiễm túi ni lông đang là yếu tố gây thảm họa môi trường nghiêm trọng. Để giảm thiểu, bên cạnh những giải pháp ở khía cạnh kinh tế, tài chính, cần khuyến khích vai trò của người giữ lửa trong mỗi gia đình. Bài viết trên báo Đại biểu Nhân dân. Quá trình phân hủy của túi ni lông có thể kéo dài từ 500 đến 1.000 năm nếu không có tác động của ánh sáng mặt trời. Sự tồn tại của túi ni lông trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước. Thực tế cho thấy, quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân. Mỗi địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, từ đó thiết lập thói quen tốt đối với mỗi gia đình. Ngoài ra, việc lồng ghép kiến thức, giáo dục ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ em ngay từ trong nhà trường cũng là điều cần sớm được triển khai thực hiện. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Còn bây giờ, chương trình Chào Ngày Mới xin được tiếp tục với những nội dung hấp dẫn khác. Xin mời biên tập viên Thanh Hương. Thưa quý vị, làng Vũ Đại là hình ảnh quen thuộc đối với những độc giả Việt Nam.
nếu như trong tác phẩm Chí Phèo, nhà văn Nam Cao đã miêu tả như một bức tranh về xã hội phong kiến thu nhỏ với những bè phái, những mưu toan thủ đoạn, áp bức người nghèo, thì ngày nay khi đến đây, du khách sẽ bất ngờ trước một làng quê thanh bình, ấm êm, đậm chất văn hóa và đang phát triển từng ngày. Làng Vũ Đại thuộc xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 40 km theo đường tỉnh lộ 972. Đến với làng Vũ Đại, địa điểm đầu tiên nhất định du khách không muốn bỏ lỡ, đó chính là hành trình tìm đến khu nhà Bá Kiến, nơi vẫn được gìn giữ cùng những câu chuyện kể về Chí Phèo, Lão Hạc vẫn được người dân trong làng nhắc tới và nhiệt tình kể lại cho những ai tới thăm. Mặc dù đã trải qua hơn 100 năm với hai lần tu sửa, nhưng căn nhà vẫn giữ được nét đặc trưng cùng những hoa văn chạm khắc chữ nho tinh xảo. Cái ngôi nhà này được xây dựng là khoảng năm 1904 và trải qua 7 đời chủ tư nhân. Thì người đầu tiên mà xây dựng ra ngôi nhà này là cụ Cựu Hanh, một lái buôn giàu có trong làng. Sau khi mà cụ Hanh mất đi thì để lại ngôi nhà này cho người con trai là cụ Trần Duy Sầm và người cháu nội là người thứ ba là cụ Trần Duy Cát. Đến đời của cụ Cát thì với thiếu nợ của cụ Chánh Bính và gán nợ lại ngôi nhà này cho cụ Chánh Bính. Cụ Chánh Bính này là nguyên mẫu của cụ Bá Kiến trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Cụ Chánh Bính ở đây đến năm 1948 thì cụ mất. Từ năm 2007, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam kết hợp với Sở Văn hóa Du lịch tỉnh Hà Nam là mua lại cái ngôi nhà này để bảo tồn. Ngôi nhà này thì thực ra là toàn bộ là được xây dựng bằng gỗ lim, gỗ rất là quý hiếm. Làng Vũ Đại ngày nay còn có một nghề rất đặc biệt mà tôi cho rằng nghề này có thể đem lại niềm vui cho rất nhiều người. Đến với làng Vũ Đại, du khách vừa được gợi nhớ về những ký ức đẹp của một làng quê Việt Nam yên bình, lại vừa được thưởng thức những sản vật bình dị mà thơm ngon. Đặc biệt, trong đó phải kể đến món cá kho làng Vũ Đại. Điều gì đã làm nên thương hiệu và hương vị riêng của làng cá kho làng Vũ Đại ạ? Cái đặc biệt nhất của cái cá kho làng Vũ Đại này thì được kho từ cá chấm đen trong niêu đất trong khoảng từ 12 đến 16 tiếng. Hoàn toàn là gia vị tự nhiên. Tuy nhiên thì nó có thêm một cái gia vị nữa mà chắc là ở mọi nơi không có, đó là nước cốt cua đồng. Không có những dịch vụ cao cấp, sang trọng, nhưng du lịch làng Vũ Đại đậm chất văn hóa giúp du khách hiểu hơn về làng quê Việt Nam với những điều bình dị, thân thương nhất. Đến thăm làng Vũ Đại, chắc chắn du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị cho riêng mình. Làm thế nào để các thông tin về môi trường được chính xác, đầy đủ và dễ hiểu là nội dung của chuỗi hội thảo khoa học giữa các nhà báo và nhà khoa học do Đại sứ quán Pháp phối hợp với Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển thực hiện. Chuỗi hội thảo khoa học tập trung vào các chủ đề đang được dư luận quan tâm như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, ô nhiễm trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trên thực tế, những thông tin cung cấp cho độc giả còn nhiều hạn chế. Sau khi phỏng vấn các nhà khoa học cũng như là lãnh đạo của các cơ quan báo chí, xuất phát từ cái nghiên cứu chúng tôi đã làm, báo chí nó như là một cái khâu trung gian để truyền tải tất cả các thông tin khoa học đến với người đọc. Tuy nhiên bản thân các nhà khoa học họ cũng nói rằng là các thông tin khoa học để lên được báo chí cũng khá là khó khăn bởi những cái tính cái đặc thù của thông tin trên báo chí. Trong khi đó các nhà báo thì chúng ta vẫn chưa có cái sự trao đổi cũng như là cái sự gặp gỡ chia sẻ một cách sâu với các nhà khoa học. Và theo đánh giá của các nhà khoa học thì là những cái thông tin trên báo chí đến với người dân vẫn còn rất hạn chế về mặt kiến thức khoa học. Trong chương trình tọa đàm đầu tiên, các nhà báo chuyên viết về lĩnh vực môi trường, tài nguyên đã được chuyên gia trong lĩnh vực rác thải cung cấp các thông tin về phân loại rác thải tại nguồn, cách thức thu thập, phân tích thông tin cũng như hiểu rõ hơn về tác hại đối với môi trường của việc chưa phân loại rác thải. Tiên là phải tăng cường cái tuyên truyền. Ta phải cho người dân thấy rằng là cái phân loại rác thải tại nguồn thì người ta được lợi cái gì? Hiện nay thì nhận thức người dân rất là kém. Người ta hầu như không hiểu được rằng là tại sao phải phân loại rác thải tại nguồn. Và nếu như phân loại rác thải tại nguồn thì người ta được cái gì? Và cái thứ hai nữa là phải có sự cưỡng chế của chính quyền. Tức là chính quyền phải quyết liệt hơn nữa, chứ không thể để chuyện này xảy ra. Hiện nay thì là cái đời sống của dân lên khá cao, cho nên họ cực kỳ quan tâm đến sức khỏe. Và nếu như ta cung cấp đầy đủ các thông tin chính xác về tác hại của rác thải đối với sức khỏe thì người ta sẽ hỗ trợ chính quyền rất là nhiều.
Trong năm 2021, chuỗi tọa đàm giữa các nhà khoa học với những người làm báo về môi trường sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao giá trị khoa học, mang lại cho người dân góc nhìn đa chiều về vấn đề ô nhiễm. Từ đó, cùng chung tay với các cơ quan quản lý, chính phủ trong cuộc chiến với ô nhiễm môi trường. Những năm tham gia công tác hội, chị Phạm Thị Tuyết, chi hội trưởng Hội Phụ Nữ Bản Tái Định Cư Trường Yên, xã Trường Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, là tấm gương phụ nữ chịu khó tích cực, cống hiến phong trào hội và giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2015, chị Phạm Thị Tuyết được các hội viên chi hội phụ nữ Bản Trường Yên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng. Khi ấy, đa số hội viên là lao động phổ thông, sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng trọt chăn nuôi nhỏ lẻ, thu nhập rất thấp, đời sống vật chất và tinh thần gặp nhiều khó khăn. Có các chị em, gia đình các chị em mà xảy ra bạo lực ở trong gia đình thì nó là đột xuất. Thế là mình cũng phải làm sao mà để thường xuyên xong rồi tâm sự để nắm bắt cái tâm tư của từng chị em một và cũng đến nhà động viên cả những anh chồng của từng chị em. Với vai trò chi hội trưởng, chị Tuyết đã vận động chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, cuộc vận động 503 sạch, cùng nhau tìm hướng khắc phục khó khăn, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Chị cũng là người đi đầu trong xây dựng mô hình phát triển các loại cây con đặc sản. Từ năm 2016 đến nay, với tổng diện tích 2 hectare trồng cà phê, mận hậu, mận tam hoa, gia đình chị Tuyết mỗi năm thu từ 25 đến 30 tấn quả, cho doanh thu gần 200 triệu đồng. Xây dựng mô hình gà thả vườn và gà đẻ trứng để tăng thêm thu nhập. Từ mô hình này, chị đã giúp đỡ trực tiếp được cho nhiều hội viên. Chị tuyên truyền thì là bọn tôi cũng là đường làng ngõ xóm là sạch sẽ, rồi thì nhà cửa gọn gàng. Tôi sinh 2 con gái mà được sự tuyên truyền của chi hội phụ nữ thì tôi chỉ sinh 2 cháu thôi chứ không đến sinh hơn. Với vai trò là chi hội trưởng, chị đã làm tốt cái công tác dân vận khéo, chỉ đạo cán bộ hội viên thực hiện tốt phong trào phụ nữ cũng như các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Đặc biệt là chị đã hướng dẫn chị em tổ chức thực hiện cuộc sống gia đình, giáo dục con cái, chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Với lòng nhiệt huyết cống hiến trong công tác hội phụ nữ, chị Phạm Thị Tuyết nhiều lần vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp. Nhưng đối với chị, niềm vui lớn nhất là được góp công góp sức đưa đời sống của hội viên và bản làng ngày càng ổn định, ấm no và hạnh phúc. Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết công tác thủy lợi năm 1959 được tổ chức vào ngày 7 tháng 3 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn các cấp ủy và cán bộ muốn làm tốt công tác thủy lợi, các cấp ủy các cán bộ chuyên môn phải đi đúng đường lối quần chúng, liên hệ mật thiết với quần chúng, dựa vào lực lượng quần chúng. Lời căn dặn đó của người còn nguyên giá trị lịch sử và thực tiễn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả về công tác thủy lợi mà cán bộ và nhân dân đã đạt được trong những năm đầu khôi phục và phát triển kinh tế xã hội sau chiến tranh. Người tin tưởng rằng nhân dân ta nếu có cố gắng sẽ nhất định cải tạo tự nhiên, nhân định, thắng thiên. Người căn dặn muốn làm tốt công tác thủy lợi, các cấp ủy, các cán bộ chuyên môn phải đi đúng đường lối quần chúng, liên hệ mật thiết với quần chúng, dựa vào lực lượng quần chúng thông suốt về phương châm, phương pháp của Đảng và Chính phủ thì nhất định sẽ làm được và làm tốt. Lời của Bác tuy ngắn gọn nhưng mang giá trị tư tưởng cao, tính giáo dục lớn, không chỉ bó hẹp ở công tác thủy lợi mà trên mọi mặt trận công tác nói chung, phải biết lấy dân làm gốc, tin ở dân, gần gũi dân, biết dựa vào dân. Chính quần chúng nhân dân là lực lượng cách mạng đông đảo nhất, trực tiếp thực hiện đường lối cách mạng, biến đường lối cách mạng của Đảng thành hiện thực. Tư tưởng về dân là tư tưởng đậm nét nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh và nó thể hiện thành đạo đức, thành phong cách.
Sau này bác còn dặn chúng ta là nhân dân ủng hộ nhiều thì ta thắng lợi nhiều. Nhân dân ủng hộ ít thì ta thắng lợi ít. Nhân dân ủng hộ hoàn toàn thì thắng lợi sẽ hoàn toàn. Vận dụng lời dạy của bác trong quá trình đổi mới hiện nay, Đảng ta tiếp tục phát huy vai trò quần chúng nhân dân, biết dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để vượt qua khó khăn, đưa đất nước ta đi vào ổn định và phát triển. Những thành tựu đất nước đã đạt được qua 35 năm đổi mới là minh chứng rõ ràng của sức mạnh quần chúng nhân dân. Quá trình đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, có nhân dân tham gia, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, để tạo thành một sức mạnh tổng hợp của sự đoàn kết, toàn đảng, toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện đất nước hiện nay, đòi hỏi phải không ngừng củng cố, tăng cường nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, gắn bó với nhân dân. Mọi chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ huy phải xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Tiểu mục Ngày này năm xưa vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.